Gia đình tôi bán khoán nuôi được một con lợn, là từ đầu năm đến giờ là lai thịt để liên hoan sinh nhật cho hải, mà thịt thì lạc giờ chia xong rồi, giờ đến cái khâu bắt đầu là làm lòng thì vào xem tôi rồi làm. Còn ai có nhu cầu thích bà con thì cứ xem ở trên mạng là vào gió quê là có tôi, lúc nào có tôi đứng đầu ở đấy là chuyên ra thịt lợn thuê cho mọi người làm lòng đâu ra đấy. Ui xem này, đây các bác thì xem con lợn nuôi biết to lắm, xem nuôi đúng đâu hết hả? Hết nó chui vào trong này chết rồi. Bấm đuôi đi. À giờ nó bấm đuôi đi đúng không? Ông đứng ở cái cửa kia để ta ra ngoài. Này con lợn này chính xác là nó ngon nhất xã luôn các bác ạ. Lợn ăn toàn nước lòng luôn này. Có chỗ phải giải 5 phân ấy. Lợn đông nhất thì nông cứ giải thôi. Đây là đây sinh nhật bác gái thì thôi này. Đây mọi người cho bác gái này nói sinh nhật là lần thứ 59 rồi. 56. À 56. Đấy thế mà bác trai bác đánh hẳn còn lợn tạ này các bà con nhìn này. Lợn siêu lạc. Đấy lợn siêu lạc luôn mà nhà nuôi được nhá. Đánh xe xuống hỏa là mua ba đó. Đấy. Vừa ông đi mua hoa rồi. Còn đây là có hai bác đến gọi là trợ giúp. Một ông về nội, một ông về ngoại. Một ông về nội, một ông về ngoại. Anh Chính Kiến. Của vậy vậy. Thì ta Chính Kiến thôi. Không phải sinh nhật như thế mới xứng đáng. Thường những kỷ niệm ngày cưới đấy. Sắp xong rồi không ạ? Bơm cho sạch để. Cho cái nước sôi cho vào cái tai. Chuẩn bị sạch rồi. Cứ cho ngoài nước đấy. Cho thêm nước sôi cho vào đây cho làm nốt cái tai đấy. Cái chuẩn nước này. Đây sẽ là bao nhiêu cân nhé. À, tôi nhìn xem bao nhiêu cân. Bao nhiêu? 43 cân gì? 43, 5 cân đâu. Đấy. 5 cân như này. Này, anh tôi có một chuyên gia làm lòng khác với mọi đám này, mọi ngày đây các bác này. Ông lão này từ Ả Rập Xê Út về. Thế chốc cái hội kia nó ra nó lấy thì là phải... Đây các bạn xem cánh nhà lông thôi, năm nay nó rất là ác liệt. Anh nhìn dịch Covid thì mỗi tôi vẫn cứ chén đảo. Cứ chén đảo. Mà... Ông lão đi ủng này là ông làm con bữa ăn này là sinh nhật vợ, lần thứ 56. Rất ăn chơi. Thì con lợn 50 cân nó hàng. Bỏ bái được bao nhiêu con nó hàng. Ở trên cộng đồng các bác nào mà có muốn tìm hiểu về kiến thức làm lòng lợn mà nó sạch chuẩn ấy, thì là đây anh tôi là có bác nhất làm rất nhanh và sạch. Đây là giờ là cân thử cho mọi người xem là bắt đầu là chia rồi, giờ cái tôi cân thử lại cho nó chính xác hay không. Chia làm bốn. Chia làm bốn. Đây. 10 cân rồi. Kém một tí này 10 cân. Kém một tí này 10 cân. Một phần này. Đấy là có con rá này. Đấy là rá cá này, đây rá hai này. Đây là có mã này. Đây là có rá hai. Ui, easy rồi. Easy rồi. Easy rồi. Thế mà. Cần chia thế. Ông này ông thì ông có cái tài chia thịt cũng nổi tiếng à. Cắt vào không thế mà vô thế mà sao lại đều thế. Đều như công nhận. Ôi giời, easy. Các bác thấy trình độ chia thịt của lão lông nó đạt mức kỷ lục Guinness. Tức là phần nào giống nhau luôn. Chênh nhau, nếu có chênh nhau thì tính bằng hoa thôi. Miligam đấy. Easy. À cái phần này khả năng tươi nhất. À không thế thôi. Cũng sấp xỉ 10 cân. Không tươi. Không thế thôi. Tươi không đáng không được. Không đáng kể, chỉ đáng miếng thịt thôi. Đáng miếng vả cơm này. Đây này sinh nhật và lão sướng nhá. Bắt đầu đi qua cái địa phận thôn 1 này thì cái
ghé vào cái quán ăn sáng của bác nhất ra nhá, rượu cực ngon luôn. Đấy, quay trước đây thùng rượu ngoài kia bảo quay qua cái thùng rượu này. Đấy biết rồi, quay đó cái kìa rượu ấy nhé. Đây bà con nhìn rượu này, từng kia cái chum rượu này được phục vụ. Ngoài sân đó nhà ông quay hai chum qua kìa. Phục vụ các bác cái ăn sáng này. Nếu các bác nào mà có lòng lợn các bác lại tiết canh dê đấy, buổi sáng mình đến đấy. Đổ lạc đầy đủ. Giờ trên mạng là có cái máy nhồi nặng không biết này. Ôi ạ. Ô không, nó kiểu dạng cái tông á. Đổ đầy rồi đấy, xong rồi nó ấn một phát nhưng phải hai người cơ. Công này thôi. Nó ấn một phát nó như là kiểu cái bơm xe đó. Nó có cái ngoài dài khoảng 20 phân. Cái vườn hoa này cái công nhận là lúc nó nắm hoa đẹp lắm rồi. Bắt đầu dụng cụ đã chín rồi. Thơm ác không nhỉ? Thơm đúng như lợn Tây Bắc. Ôi, cứ rơi ra ngoài. Lợn gà kiểu gì nó thơm quá đi mất thế này. Cho lòng nữa là ok đấy. Đây, đây là mẹ biết lấy nhân viên làm đấy. Nhân viên ấy làm. Đi à. Dạ, cái con lết ở đâu nó chạy đẹp cái chứ. Thấy không? Mới sắm cho con lết. Nó có bộ mới thì nó thấy nó cứ đi cái thỏ nó ăn đông. Nó chẳng mang mua cho con lết. Thường vai rồi các bạn. Em có tiền mua không? Khách nào cũng kết. Ship cái này, hàng này này. Mày uống xong rồi mà tao đang không cốc này đi vào, nó ấy cả là quý vào đây mình rất phải để. Cái này mình uống này. Rồi rồi rồi, tao này cũng qua cũng lại nhau mà cứ nôn thôi. Cái này hỏa, nó lạ bà. Giờ này nó chưa. Giờ đấy cũng chưa hòa mai đâu xương không? Vãi đấy, vãi. Ui giời, nó ngon thế. Vãi đấy đò thôi. Mẹ ngon này cơ. Ui, trắng, không. Hết rồi, hết rồi. Còn cái xoay. Đấy, các bác nên thần nhớ cho nước nọc rồi. Nhớ cho nước nọc thì nó mới ngon nọng, nó mới trắng. Bách biệt lắm. Bách biệt lắm. Này thì ông không nói đâu. Không, từ hôm rồi. Ngon lắm, ngon lắm. Không có nắng đâu không? Có nhiều đó. Nay còn là như là sinh nhật của bà Tuya kiểu như là tất niên. Lòng mình ngậy lắm. Ngậy, lòng mình ngậy. Lòng làm thế đi. Ai cứ vào xem cái này là cứ vào gió quê thì là gặp tôi. Kinh nghiệm của anh em nhà bác này bác làm cái lòng rất trắng nha các bạn. Ngâm vào nước lọc rồi trắng phao. Thơm lắm, nhưng mà sao không thấy lắm. Các anh em tôi chia phần đi nhé. Cái nhà mà xuất bây giờ cái nồng ngon là kết thúc rồi. Kết thúc khoảng ngon là kết thúc. Kết thúc của cái bữa giờ này còn một chút nữa. Đây của gia chủ. Gia chủ kia đâu? À, gia chủ đâu? Gia chủ đâu? Đây, khi gọi nấu cái. À, mà cái khâu chốt là sẽ có món tiết canh. Nước sôi ở đây.
Làm thử miếng nòng cái đi. Cứ ăn ra này, cứ ăn một miếng như này. Khách này, cứ ăn đi. Vâng. Xong cái mất này đến công tác thì chia tiết rồi. Chia tiết rồi anh tiếp canh chứ đi. Đây cho miếng nào lấy miếng nào đâu. Ngồi đầy quá. Chính là hai đĩa rồi vừa. Thôi thôi thôi. Thấy lòng rồi nó có đỗ chiếc sông ngậy này. Thế. Chúng ta đang đỏng vài đang cuối cùng em nó cũng ngon. Có độ 9 giờ mới 10 giờ. À. Làm qua rồi thế rồi. Xuất hết hàng rồi vậy. Xe công lên lấy hàng đi vào rồi ở. Ừ. Ừ, vào nhá. Nhiều thịt nhưng vẫn lấy chục cân. 50.000 một cân thịt. Dạ ứng. Thì bán cho thằng Linh Văn Anh 350 một tiếng đấy, 200. Cái này là cái xoay của nó chứ nhỉ? Cái à? Nấm cái. Cái ơi! Cái ơi! Đâu hả? Quay vào đây trong dưới đâu quay thế nào? Ông nhất ông bỏ là lai sinh nhật của bà Tuya. Sinh nhật bà Tuya đấy. Thế bà Tuya chết. Bà này bà có nghe thế đâu mà. Không nhưng mà cái cho ăn nhiều ăn nó ngon nhất. Sinh nhật bác nữ này thôi mà đánh quả tiết canh này ăn cho nó tròn 56 thôi. Mới đánh 56 năm đã đông rồi các bác ơi, bây giờ mình rắc cái rắc đạn đi này. Đấy, bây giờ thì... mọi người có 56 tuổi trông như trẻ như con gái chưa? Trông vẫn như cách thơ quá ạ. Vẫn lấy mọi chồng tốt. Xài bốn lứa thôi. Chắc à. À, xài ba lứa. Xài ba lứa, bốn gì? Đúng rồi. Có khi chuẩn bị nữa nữa đấy. Thôi. Rồi vào tôi em mà đẻ rồi tôi sang mất hẳn một cái xe máy. Ý đó. Thế là sau khoảng 3 tiếng là anh em chúng tôi đã thiết kế xong một cái mâm cơm sinh nhật. Thì đây là ông lão này làm sinh nhật cho bà lão này các bạn này. Thế là mời tất cả mọi người nâng ly với cánh anh em chúng tôi nhá. À. Đây ông lão rồi. À, chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng. Đấy nhá. Ai giờ rượu lết ngon lắm. Xóm quanh là nó cứ phải đàng hoàng. Bây giờ tình hình là trời hơi rét nên anh em ở đấy không nhỉ? Không có nhà. Anh em bên tôi chuyển lại mà vừa đây. Đó, chùa mẹ. Giết chùa là giết chùa là ăn trong nhà cho nó quách chứ nhỉ? Đây là cái rét đầu mùa. Đấy. Ông
Anh em tôi lại chuyến vào ngồi chiếu cho chắc. Ông tí rượu vào thì lại ông nội đó và ông kia. Sinh nhật bà lão lần thứ 56. Hồi xưa nay vào cái rét đầu mùa là xóm tôi là mời ai cũng tiên chỉ đến đó. Chứng nhất cho cái buổi rét đầu mùa sinh nhật lần thứ 56 năm nay sinh nhật à, uống cái hàng tiên chỉ tí này vừa là cái rét đầu mùa vừa này vừa là sinh nhật mà lão đây 56 tuổi. Bây giờ quân ta đánh chén rượu xong một tốt rồi mới cho bác sinh nhật chứ. Nhân dịp điện hả? Cầu vui ba bìa. Rượu sáu bìa và lão đánh bông mà mầm. Vâng. Đánh làm chén. Làm chén. Chúc mừng cho bà lão và hai anh trong nước. Lợn nhà nuôi nó có khác. Trinh ngồi đi ăn. Đấy, lòng lợn nhà nuôi đây này. Ăn nó ngậy nó thơm. Gói ăn Thái lên đến Bắc. Không, không, không. Nhất u bá nhì tiên chỉ. Cứ ăn này là là có cái túi này phần đấy quan của hương đấy mà thái cái này vào thơm kiểu gì cái hương đang om mà hương om hai quan đánh một đôi quay như quay cái lá này thân thuyền này thân thuyền đấy đúng các vụ luôn ngon đấy thứ nhất là cho quả ớt cái ớt ở đấy lá ăn đi thế nhưng làm clip của ông thấy nên cao cái này tài đi tài cái lòng À, chúc mừng cậu cái chuẩn chúc mừng đi bà Tuya làm lưng nghi thế này à bà Tuya đâu đấy có đấy, đấy. Đấy, đấy sinh nhật thì ta cứ cho nó bách cho lên thế này chờ bà tí từng bà năm nay 56 này đấy 56 65 này 56 65 đây anh em đánh quân đòi cạn phát đây này rượu ngon trong này tối đẹp này nhỉ thế này để đánh 56 65 đây đúng rồi đây ông nhất ông gắp cho bà rất tình cảm nhé ông gắp trong ông ấy đùn một bát rồi nghe nhỉ không thế tối này là ốm hết rồi này là nếu như mình nói đấy bây giờ đứa nào về làm dâu nhà này đấy là sướng là sướng không nhận chứ nhà biết. Này độc mồm nữa chứ không có bụng dạ không có gì gì chính xác ông bác nói câu đấy nói chung nếu mình nhìn nhận để mà lấy vợ lấy chồng mà lấy vào quanh thì thực ra nó rất rất là được đấy